Cô chào các con. Hôm nay chúng ta học bài 83 ở nhà, môn học phần. Đó là bài ôn tập. Các con quan sát tranh thứ nhất cho cô. Bức tranh vẽ gì? Đây là một bác sĩ đang chữa bệnh cho em bé, khám bệnh cho em bé. Vậy tiếng bác có vần gì? Cô và các con hôm nay sẽ ôn. Âm A. Âm cờ. Âm A đứng trước, âm cờ đứng sau, ta đánh vần. A cờ ác. A cờ ác. A cờ. A cờ ác. A cờ. A cờ ác. Bức tranh thứ hai vẽ gì? Đây là những cuốn sách. Cuốn sách mà chúng ta học. Đây là sách tiếng Việt 1. Vậy tiếng sách có vần gì mà hôm nay chúng ta ôn, cô và các con? Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất. Cùng nhìn lên. A chờ. Âm A đứng trước, âm chờ đứng sau. Các con sẽ đánh vần. A chờ ách. Các con đọc lại. A chờ. A chờ ách. A chờ. A chờ ách. A chờ. A chờ ách. Các con đọc lại. A chờ. A chờ ách. A chờ. A chờ ách. Hôm nay các con ôn âm cuối là những phụ âm cờ, chờ. Những nguyên âm đứng đầu: á, ớ, o, ô, u, ư. Âm đôi ie, âm đôi uo, âm đôi ưa. A, e, i. Cô và các con sẽ bắt đầu ghép. Âm á ghép với cờ, ta được á cờ ắc. Ở ghép với cờ, ta được ở cờ ấp. O ghép với cờ, o cờ ấp. O ghép với cờ, o cờ ấp. U ghép với cờ, u cờ út. Ư ghép với cờ, ư cờ ức. Âm đôi ie ghép với cờ, ie cờ yết. Âm đôi uo ghép với cờ, uo cờ uốc. Âm đôi ưa ghép với cờ, ưa cờ ước. A ghép với cờ, a cờ ác. Ngoài ra âm e và âm y không ghép được với âm cờ. Những âm còn lại, những âm đây, trên này cũng không ghép được với chờ. Chỉ riêng âm a ghép với chờ và e ghép với chờ, e chờ s. Y ghép với chờ, y chờ ít. Thì qua bảng ôn vần chúng ta thấy những nguyên âm e, y không ghép được với âm cờ. Những nguyên âm còn lại không ghép được với âm chờ. Chỉ có nguyên âm a, e, y mới ghép được với âm chờ. Như vậy chỉ có 3 âm nguyên âm đôi, 3 nguyên âm ghép với âm chờ. Đó là A, E và Y. Chúng ta đọc lại. Á cờ ác. Ở cờ ấp. O cờ ấp. Ô cờ ấp. U cờ út. Ư cờ ức. I e cờ yết. U ô cờ uốc. Ư cờ ước. A cờ ác. A chờ ác. E chờ ác. Y chờ ít. Vậy thì nhìn qua bảng ôn vần chúng ta thấy ngay. Hôm nay chúng ta ôn những nguyên âm được ghép với âm cờ, kết thúc bằng âm cờ giống nhau. Được kết thúc bằng âm cờ và kết thúc bằng âm chờ. Kết thúc bằng âm chờ. Đây, kết thúc bằng âm cờ đây và kết thúc bằng âm chờ đây. Chúng ta đọc trơn lại. Up, up,
H. Từ chúng ta học hôm nay: thác nước, nước mà chảy xuống thật mạnh ở trên núi, chảy xuống ào ào, người ta gọi đó là một cái thác, thác nước. Thờ ác thác sắc thác, nờ ước nước sắc nước. Thác nước, các con đọc lại: thác nước, thác nước. Từ tiếp theo: chúc mừng. Khi em học được đạt loại giỏi tốt thì mọi người chúc mừng em, hoặc là trong ngày sinh nhật mọi người chúc mừng em, đó, chúc mừng. Hoặc em đạt điểm tốt mọi người cũng chúc mừng em, các bạn chúc mừng em, bố mẹ chúc mừng em. Các con đọc: chờ úc chúc sắc chúc, mờ ưng mưng mình mừng, chúc mừng. Các con đọc lại: chúc mừng, chúc mừng. Từ tiếp theo: ích lợi. Khi mình làm một việc gì mình phải suy nghĩ đến việc ích lợi. Cho nên người ta thường hay nói là làm thì phải tính để những có gì cho nó có lợi, không phải làm đi làm lại nhiều lần. Ích lợi, ích nước lợi nhà. Y chữ ích sắc ích, lờ ơi lơi nặng lợi. Ích lợi, các con đọc lại: ích lợi, ích lợi. Những tiếng nào có vần hôm nay ôm? Tiếng thác có vần ác, tiếng nước có vần ướt, tiếng chúc có vần úc, tiếng ích có vần ích. Chúng ta đọc lại: thác nước, thác nước. Chúc mừng, chúc mừng. Ích lợi, ích lợi. Chúng ta sang phần luyện viết: thác nước, ích lợi. Những con chữ được viết 5 ly là hờ, hờ và lờ. Con chữ viết 3 ly là tờ. Những con chữ còn lại được viết 2 ly: dấu sắc trên âm A, dấu sắc trên âm Ơ, dấu sắc trên âm Y và dấu nặng ở dưới âm Ơ. Chúng ta đọc lại: thác nước, ích lợi. Chúng ta sang tranh tiếp theo. Trinh, tranh vẽ gì? Các con quan sát. Đây là hai em bé nhỏ đang đi học và bà đang ngồi ở trong nhà, ngay cửa sổ nhìn ra, đây là cành cây. Thế thì bài, nội dung của bài thơ viết gì? Cô và các con lắng nghe. Các nghe cô đọc mẫu. Đi đến nơi nào, lời chào đi trước. Lời chào dẫn bước, chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn, con đường bớt xa. Đây ý là em bé, hai em bé này đi đọc, gặp bà là khoan tay chào bà. Khi gặp người lớn chúng ta chào người lớn. Khi đến trường gặp các thầy cô giáo chúng ta cũng phải ngả mũ chào. Về nhà chào ông bà, bố mẹ. Và khi có khách đến nhà chúng ta cũng phải có lời chào. Đó là phép lịch sự đối với chúng ta. Các con phải lưu ý điều đó. Đây là một bài thơ, vì vậy sau mỗi một dòng thơ người ta sang dòng. Và đầu dòng được viết hoa chữ đờ trong tiếng đi, chữ lờ trong tiếng lời, chữ cờ trong tiếng chẳng, chữ cờ trong tiếng con. Đó là những chữ được viết hoa đầu dòng. Cô và các con qua theo dõi xem thử trong bài hôm nay những tiếng nào có vần hôm nay ôm. Tiếng trước có vần ước, tiếng bước có vần ước. Đó là những tiếng có vần hôm nay ôm. Cô và các con đọc từng câu một. Đi đến nơi nào, đi đến nơi nào, đi đến nơi nào, lời chào đi trước, lời chào đi trước, lời chào dẫn bước, lời chào dẫn bước, lời chào dẫn bước. Chẳng sợ lạc nhà,
Chẳng sợ lạc nhà. Chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn. Lời chào kết bạn. Lời chào kết bạn. Con đường bớt xa. Con đường bớt xa. Con đường bớt xa. Cô và các con đọc toàn bài thơ. Đi đến nơi nào? Lời chào đi trước. Lời chào dẫn bước. Chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn. Con đường bớt xa. Chúng ta đọc lại. Đi đến nơi nào? Lời chào đi trước. Lời chào dẫn bước. Chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn. Con đường bớt xa. Chúng ta đọc lại. Đi đến nơi nào? Lời chào đi trước. Lời chào dẫn bước. Chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn. Con đường bớt xa. Chúng ta chuyển sang câu luyện nói, chuyện kể. Câu chuyện kể. Câu chuyện kể là vẽ đã kể gì? Cô và các con cùng tìm hiểu. Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng. Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng. Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng. Đây là câu chuyện một anh chàng ngốc và một con ngỗng vàng. Có một anh chàng ngốc nhưng đã lấy được một công chúa rất xinh đẹp. Vì sao vậy? Thì qua câu chuyện kể anh chàng ngốc và con ngỗng vàng, cô sẽ kể cho các con nghe. Bức tranh 1. Nhà kia có một anh con út rất là ngốc nghếch. Mọi người gọi anh là ngốc. Một lần vào rừng, ngốc gặp ngay một cụ già. Cụ xin ngốc nhường thức ăn cho mình. Ngốc liền mời cụ ngay. Ăn xong, cụ nói: con là người rất tốt. Con xứng đáng nhận được một món quà quý từ sau cái cây kia. Theo hướng cụ chỉ, ngốc bắt được một con ngỗng có bộ lông vàng. Ngốc mừng lắm. Ẵm ngốc, ổng và ngốc đã ẵm ngỗng về nhà. Đó là tranh thứ nhất. Qua tranh thứ hai. Trên đường về, anh tạt vào một cái quán trọ. Ba cô con gái, con ông chủ đều muốn có những chiếc lông ngỗng bằng vàng. Nhưng khi họ đến rút lông ngỗng thì tay liền bị dính ngay vào ngỗng và không ra được. Ngốc tiếp tục lên đường. Anh không biết có ba cô gái vẫn lẻo đẻo theo sau. Dọc đường có những người đàn ông định kéo giúp những cô, nhưng tay ông lại dính vào luôn. Rồi cả hai người nông dân vác cuốc cũng giơ tay cứu người đàn ông kia, nhưng họ cũng bị dính tiếp vào. Thế là cả đoàn 7 người kéo nhau lên kinh đô. Qua bức tranh thứ 3. Vừa lúc ấy ở kinh đô có chuyện lạ. Công chúa chẳng cười, chẳng nói, mà vua đã trao giải thưởng. Ai làm cho công chúa cười thì được cưới công chúa làm vợ. Đấy. Rồi qua bức tranh thứ 4. Công chúa nhìn thấy đoàn 7 người cùng con ngỗng đang đi lết thết thì buồn cười quá, nàng cất lên tiếng cười sằng sặc. Và cuối cùng là ngốc được giải thưởng và anh được cưới công chúa xinh đẹp làm vợ. Ý nghĩa của câu chuyện: nhờ sống tốt bụng, ngốc đã giúp được nhiều, ngốc đã gặp được nhiều điều tốt đẹp
và được cưới công chúa làm vợ. Đó là câu chuyện Anh Chàng Ngốc và Con Ngỗng Vàng. Chúng ta đọc lại. Anh Chàng Ngốc và Con Ngỗng Vàng. Các con sẽ đọc lại nội dung bài. A cờ ác. A chờ ác. Á cờ ác. Ở cờ ốc. O cờ ốc. Ô cờ ốc. U cờ út. Ư cờ ức. Y cờ yếp. U cờ uất. Ư cờ ướt. A cờ ác. A chờ ác. E chờ ít. Y chờ ít. Chúng ta đọc trơn lại. Ác. Ốc. 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 Úc. Ức. Yếp. Uất. Ướt. Ác. Ách. Ếch. Ếch. Chúng ta đọc từ. Thác nước. Thác nước. Chúc mừng. Chúc mừng. Ít lời. Ít lời. Thác nước. Ít lời. Đi đến nơi nào? Lời chào đi trước. Lời chào dẫn bước. Chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn. Con đường bớt xa. Chúng ta đọc lại. Đi đến nơi nào? Lời chào đi trước. Lời chào dẫn bước. Chẳng sợ lạc nhà. Lời chào kết bạn. Con đường bớt xa. Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng. Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng. Bài học của các con đến đây đã hết rồi. Các con cố gắng đọc bài nhiều sẽ tốt. Cô chúc các con học giỏi. Hẹn các con ở tiết học sau. Cô chào các con. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.